Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Kính thưa quý vị, bạo lực gia đình là vấn đề không mới, tuy nhiên chưa bao giờ hết nhức nhối khi 3/4 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi vẫn đang phải hứng chịu những hành vi bạo lực về mặt tinh thần hay bên cạnh đó là trừng phạt thân thể bởi chính cha mẹ hay là người chăm sóc trẻ. Những hành vi gây sức ép về mặt tâm lý hay bạo lực trong cách cư xử của cha mẹ sẽ gây chấn thương tâm lý ở trẻ nhỏ, có thể kéo dài suốt đời. Alo, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe. Tháng 3 năm 2019, Tổng đài tiếp nhận thông tin của một phụ huynh thông báo về tình trạng cháu X, con trai anh, sinh năm 2010 ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, vừa bị mẹ ruột bạo hành. Cụ thể, mẹ của X dùng chổi và dép đánh vào người, khiến mắt cháu bầm tím, tay bị thương, tâm lý hoảng loạn. Vợ chồng anh chị đã ly thân, hiện con chung sống với mẹ nên anh không thể kịp thời can thiệp. Anh A kêu cứu, đề nghị tổng đài kịp thời kết nối và hỗ trợ con anh. Anh chút đi mà học tránh mà anh đợi con rửa cá mà giờ vô đầu con đánh đâu. Anh đi cầm cái nó giết mà anh đặt vô mặt cho sưng mặt rồi đánh liên tục rồi em đi ra tổng đài mà rồi cắt mộ rồi trả nó gửi giấy thì chờ về. Ngay sau khi tiếp nhận, tổng đài đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp theo Nghị định 56/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của luật trẻ em. Hiện tại, tâm lý, sức khỏe của X dần ổn định trở lại. Qua xác nhận của cán bộ trẻ em tại địa phương, nguồn cơn của sự giận dữ bắt đầu từ việc cháu X đi học về trễ và khi mẹ kiểm tra thấy sách vở của X bị xé nham nhở, mẹ nổi giận và gây ra bạo lực với cháu. Điều đáng nói, theo lời người cha, đây không phải là lần đầu tiên mẹ cháu sử dụng bạo lực để trừng phạt cháu. Cán bộ đã tư vấn cho mẹ trẻ về quyền trẻ em và đề nghị thay đổi phương pháp giáo dục con. Cần thiết phải thay đổi tư duy giáo dục bằng bạo lực, trừng phạt của nhiều bậc cha mẹ. Bạo lực đối với con không chỉ đáng lên án mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Nuôi dạy trẻ là một hành trình nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng nhiều khó khăn, vất vả và kỷ luật tích cực là công cụ hữu ích giúp tạo ra con người trưởng thành.